Ngày 16 tháng 1, tại thành phố Nha Trang đã diễn ra lễ hội gói bánh chưng, bánh tét trở về Tết xưa nhằm phục vụ cho người dân và du khách nước ngoài trải nghiệm được văn hóa Tết Việt Nam. Lễ hội diễn ra tại khu du lịch Champa Island với nhiều sự kiện và chương trình hấp dẫn như gói bánh chưng, bánh tét, múa lân, các trò chơi dân gian, ẩm thực đường phố. Ông Darrell, du khách người Anh cho biết, gia đình ông đã sống khá lâu tại Việt Nam vì đây là quê hương của vợ ông. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên ông được tham gia hoạt động gói bánh tét. Tôi mong muốn con trai tôi học được cách gói bánh chưng, bánh tét, món bánh truyền thống của người Việt Nam. Nếu có cơ hội, tôi vẫn sẽ quay trở lại nơi đây để trải nghiệm, ông Darrell chia sẻ. Tại lễ hội, các thợ làm bánh lành nghề sẽ hướng dẫn cách gói bánh. Du khách chăm chú theo dõi các công đoạn xếp lá, đổ nếp vào gạo, rồi gian bánh, buộc lạt. Sau đó, họ được tự mình hoàn thành chiếc bánh. Bên cạnh hoạt động gói bánh tét, người dân và du khách còn được trải nghiệm trò chơi truyền thống đi cà kheo, xem các chương trình biểu diễn ca nhạc và thưởng thức các món ăn đường phố của Việt Nam. Trong dịp Tết Quý Mão, Khánh Hòa tổ chức hàng loạt chương trình văn hóa để phục vụ người dân và du khách như bắn pháo hoa đêm giao thừa tại quảng trường 2 tháng 4, các sự kiện văn hóa tại bảo tàng tỉnh.